câu hỏi rất là khó. Khó ở đây là không phải là cái cách mà là cái hành trình sẽ rất là dài, đúng không? Và Tâm nghĩ rằng là một nghệ sĩ như mình đó, ngoài cái việc là mình cống hiến những cái sản phẩm âm nhạc đúng đắn, hay, tốt, thì mình phải có một cái đời sống tốt đúng đắn nữa. Đúng đắn ở đây không phải là chúng ta cũng được hư. Đúng đắn ở đây nha, các bạn nhớ. Đúng đắn ở đây là không phải chúng ta không được đi bar. Đúng đắn của chúng ta ở đây là trong tất cả các cách làm việc của chúng ta đều phải có một sự ý thức về điều đó. Thì đối với Mỹ Tâm thì nói sao ta, cái hành trình của mình nó bắt nguồn từ một cái mục tiêu. Tất cả các bạn ở đây thì ai cũng luôn luôn sống là phải có mục tiêu của mình, đúng không? Có bạn nào cho chị biết là mục, ok bây giờ em đi, mục tiêu của em trong cuộc sống là gì? Dạ, thứ nhất là muốn gia đình mình giống như bản thân mình là có nhiều sức khỏe nhiều hơn và có nhiều niềm vui, và cuối cùng là hạnh phúc. Ok, đó là mục tiêu về như là về cái quan điểm sống của em, đó là hạnh phúc. Vậy thì để mình làm sao để hạnh phúc, để làm sao có sức khỏe thì mình phải biết giữ gìn, đúng không? Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Mình phải biết giữ gìn, buổi sáng là mình phải dậy sớm, không? Ăn uống phải đúng giờ. Không cần ăn quá nhiều nhưng mà phải ăn đúng giờ đúng giấc. Ví dụ đó, về một trong những cái ví dụ thôi, đừng thức quá khuya em sẽ buồn lắm đấy. Ví dụ vậy. Ok, rồi bỏ qua cho đó đi. Bây giờ chị nói đến tiếp về cái mục tiêu của mình, thì Tâm nói rằng là ai cũng có những ước mơ và ước mơ đó cũng có một mục tiêu, đúng không? Và khi Tâm nhớ là cách đây năm 2003, trong năm 2003 mình có một cái cuốn sổ nhật ký. Các bạn giờ còn viết nhật ký không? Bây giờ các bạn viết lại gì? Có không? Chị nghĩ chắc tụi em giờ thì viết Facebook hết rồi, là nhật ký trên Facebook rồi, đúng không? Ok, tốt là gì? Nốt rồi, ghi chú rồi. Ok, thì chị mở một cái cuốn sổ vào năm 2003 thì chị thấy chị ghi một cái gì ở trong đó, thì em biết không? Cái cuốn năm 2003 nhưng mà chị đã ghi, chị thấy nhật ký của chị xin gì viết đâu, năm 1999. Lúc đó là chị nói là mình sẽ vạch ra một kế hoạch là năm 2000 mình sẽ đi thi giọng ca vàng châu Á, sau đó mình sẽ được giải và mình sẽ đi về và mình sẽ bắt đầu chuẩn bị đến việc tham gia âm nhạc chuyên nghiệp. Mình ghi vậy nhé. Rồi sau đó một năm nữa mình sẽ làm album, và sau 2 năm nữa mình sẽ có một căn nhà riêng của mình. Và thế là đó là năm 2003, và chị mở cái cuốn sổ là chị thấy là chị đang ở căn nhà riêng của mình. Cho nên chị muốn nói là trong cuộc sống của chúng ta là chúng ta phải có mục tiêu, ok? Và mục tiêu đó là các bạn, đương nhiên đó là ước mơ của mình, nhưng mà phải có mục tiêu và chúng ta phải đạt được cái mục tiêu đó bằng bất cứ giá nào. Và muốn để được điều đó thì chúng ta phải cố gắng và biết phải thử thách và phải có bản lĩnh để thử thách cái điều đó. Các em đừng có bao giờ ngại, dũng cảm lên, thất bại cũng được, tất cả mọi thứ, cái gì cũng được cả. Bởi vì chúng ta có quyền thất bại, chúng ta có quyền vấp ngã, chúng ta có thể có quyền tất cả những gì chúng ta đang sống, và chúng ta có quyền làm điều đó, và không ai có quyền ngăn cản cái điều đó của chúng ta được, bởi vì chúng ta còn trẻ mà, đúng không? Đó là chúng ta phải có bản lĩnh điều đó, và chúng ta đừng bao giờ ngại về sự thất bại, để chúng ta có một hành trình rất dài trong cuộc sống của chúng ta. Và đó là cái cách mà Tâm luôn luôn đi và nghĩ rằng là mình thất bại chỉ là chuyện bình thường thôi. Và bây giờ chúng ta có thể hướng tới những cái điều tốt đẹp hơn. Ví dụ như ta nói là khi mà vấp ngã là các bạn sẽ ngã ra phía trước, đúng không? Chúng ta mới vấp ngã và đi ngã ra phía sau, thế sẽ sai lắm rồi. Vấp ngã, ngã. Ví dụ, ngã rồi. Ngã ra phía trước, lúc nào bên ngã là phải ngã ra phía trước, nhưng mà nó phải ngã phía sau. Cho nên là có một sự vấp ngã đó, nó cũng làm dạy cho chúng ta thấy rằng là
khi chúng ta vấp ngã thì chúng ta vẫn hướng về phía trước của chúng ta đi, và chúng sẽ trở nên thành công, nó liền chắc chắn rồi, đúng không? Wow, xin được cảm ơn những lời chia sẻ của chị Mỹ Tâm rất là nhiều, rất là ý nghĩa, đúng không các bạn? Các bạn ở đây có ai đã được truyền cảm hứng sau câu chuyện của chị Mỹ Tâm không ạ? Wow, có rất là nhiều bạn tại đây được truyền cảm hứng từ câu chuyện của chị Mỹ Tâm, và ngay cả Diễm Nhi cũng vậy, em cũng đã được truyền cảm hứng từ câu chuyện của chị rất là nhiều. Và sau câu chuyện của chị Mỹ Tâm thì chúng ta có thể thấy được là tất cả chúng ta ai cũng có thể, ai cũng có thể làm được những điều mình muốn, ai cũng có khát khao, ai cũng có ước vọng, đúng không ạ? À? Và với chủ đề của Tiger Beer, Tiger Remix năm 2020 buổi chiều ngày hôm nay, bùng nổ khát vọng. Và chúng tôi hy vọng rằng Tiger Beer, hy vọng rằng tất cả các bạn chúng ta sẽ có những khát khao, những khát vọng cho riêng mình, và chúng ta có thể làm được điều đó như là chị Mỹ Tâm đã nói với chúng ta các bạn nha. Chúng ta hãy cùng nhau cùng say lên nào. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và sau câu chuyện của mình thì em muốn hỏi chị Mỹ Tâm là chị có những khát vọng hoặc là khát khao nào sau cái thành công của chị không ạ? Tức là chúng ta có thành công rồi, chị đã có rất là nhiều thành công rồi, và em muốn mình... Thực ra thì cái niềm khát khao lớn nhất của cuộc đời của Mỹ Tâm đó là được làm được. Nó lạ ở chỗ rằng là những điều mà mình đạt được nó phụ thuộc vào cái thái độ làm việc của mình. Và khi mà mình làm việc như vậy á, và mình cảm thấy rất là hạnh phúc, và mình khi mình đạt được một điều gì đó rồi là mình khát khao được làm tiếp, được làm việc và được sáng tạo và làm tiếp. Và cái sự giống như cái sự khát khao đó không ngừng lại được. Và chính vì vậy, vì sao các bạn thấy rằng là Tâm làm cái này, Tâm làm cái kia, rồi sau bẵng một thời gian tự nhiên chị ngưng là chị không làm một cái gì cả. Đó là cũng là một cái cách khát khao khác, khát khao được nghỉ ngơi đó các bạn. Một cái cách khát khao rất là mộc mạc, đơn sơ, giản dị, nhưng đó là một sự nạp năng lượng rất lớn để chúng ta tiếp tục khát khao một cái gì đó bùng cháy hơn, bùng nổ hơn. Vậy thì trong những cái lúc mà chúng ta đang nghĩ rằng là thậm chí các bạn đang ngồi đây cũng đang khát khao một điều, đúng không? Các bạn có khát khao là chắc chắn rồi. Các bạn khát khao điều gì hiện tại bây giờ, nói nghe con. Gặp chị, đúng không? Ok, là chị khát khao được gặp chị. Khi mà khát khao như vậy thì mình sẽ phải cố gắng để mình tới đây được, đúng không? Và mình khi mình cố gắng tới đây được thì mình phải book vé máy bay, đúng không? Muốn book vé máy bay thì mình phải có tiền, okay? Muốn có tiền thì phải đi làm, ok? Mà muốn đi làm mà được nghỉ là phải làm tốt. Mà phải làm tốt thật nhiều hơn gấp nhiều người lần nữa để chúng ta mới được đặt cách đi nghỉ những lúc cần thiết. Ok. Và từ đó ở cấp trên người ta họ sẽ tin tưởng, người ta sẽ tin tưởng về cái việc đó của các bạn. Và sau đó mỗi lần chị ơi em có dịp phải đi gặp chị Mỹ Tâm rồi, thì sếp của các em phải chắc chắn là phải nói rằng dĩ nhiên là em được đi rồi. Ví dụ như vậy thì đó là chị nói rằng là tất cả đều bắt nguồn cái sự khát khao của mình. Tụi em khát khao một cái điều gì quá thì tụi em sẽ nghĩ thì nguồn cơn của nó là gì, thì từ cái nguồn cơn đó chúng ta sẽ cố gắng phát huy và làm hết tất cả những gì mà các em muốn, thì các em sẽ đạt được mục tiêu của các em, một mong muốn có được. Ok, vì vậy đối với chị, cái sự khát khao lớn của chị đó là được làm việc, và bất kỳ là một công việc gì, chị chưa bao giờ cho rằng là mỗi người của chúng ta đều có một cá thể đặc biệt cả, đúng không? Và mỗi các em là luôn tiềm ẩn một cái gì đó rất là đặc biệt ở trong người, và các em có thể chưa khám phá ra được, hoặc có thể khám phá ra rồi nhưng mà các em chưa có kịp để bắt lấy cái cơ hội đó. Vậy thì mở lòng ra để bắt lấy những cái cơ hội đó, để chúng ta tiếp tục chinh phục những cái điều mà chúng ta mong muốn. Chị muốn nói rằng là đó là ý chị muốn nói là cái sự khát khao của các em ở đây là gì? Là các em, mỗi người chưa bao giờ cho rằng công việc của mình là bình thường nha các bạn. Ai cũng có một công việc đáng quý cả. Và mỗi công việc đó đều có một cái gọi là technical, gọi là một cái kỹ thuật, một cái gọi là cái gì?
một cái kỹ năng, một nói chung là một cái gì đó nó rất là cao trong người, rõ ràng rồi đúng không? Và không ai có quyền nói rằng là ơi công việc của bạn này hay hơn công việc của bạn kia, không có giờ nên nói như vậy. Bởi vì chúng ta là những người đặc biệt, chúng ta chọn cái nghề đó, thậm chí cái nghề đó chọn mình, và chúng ta đã làm tốt cái điều đó, đó là một người xứng đáng trở nên được tuyên dương và xứng đáng là thành công rồi. Ok. Vì vậy cho nên chị cho rằng là chúng ta đừng bao giờ ngừng cái sự khát khao trong cuộc sống của mình. Đừng bao giờ ngừng bất cứ điều gì, dù các bạn hôm nay có thể thất bại, ngày hôm nay có thể các bạn có một điều gì đó đang buồn tẻ ở trong lòng, đang cảm thấy thất vọng vô cùng. Nhưng mà chúng ta sẽ nghĩ đến những chuyện là đó là một chuyện dĩ nhiên trong cuộc sống. Và chúng ta nghĩ là oh my god, cái chuyện đó có bình thường mọi, có cái gì đâu. Đó là chúng ta phải nghĩ như vậy, ai cũng một tỷ người trên đời này còn tệ hơn mình nữa. Và chúng ta đã có một cuộc sống quá tốt đẹp rồi, và chúng ta đã có được một cái ngày có thể ăn uống bình thường mỗi ngày, và chỉ còn lại số thời gian đó chúng ta để khát khao làm những cái chuyện của mình. Vậy thì các em quá thích rồi đúng không? Và khi mà chúng ta ngồi ở đây, chúng ta gặp mặt nhau ở đây, và thậm chí tối nay cũng chúng ta còn gặp nhau nữa, thì đó là một cơ hội, và đó là một cái thời gian quý báu, và chúng ta phải biết cảm ơn về tất cả những điều đó. Thank you for everything. Thank you for Tiger Remix tonight. Và cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã hiện diện ở đây. Bởi vì sao? Vì đó là thời gian quý báu mà tất cả các anh chị và các bạn đã dành cho cái buổi gặp gỡ này. Tâm rất là cảm ơn về điều đó. Thank you. Vâng, xin được cảm ơn chị Mỹ Tâm, và xin được cảm ơn các bạn một lần nữa, cũng như là được cảm ơn Tiger Remix năm 2020 đã cho chúng ta cơ hội buổi chiều ngày hôm nay được gặp gỡ nhau, được gặp gỡ chị Mỹ Tâm, được nghe những lời chia sẻ cũng như là những lời truyền cảm hứng từ chị. Và Nhi không muốn nói cái chuyện này quá nhiều, nhưng mà những lời truyền cảm hứng từ chị Mỹ Tâm phải nói là rất rất là bổ ích và rất là có ích cho chúng ta trong dịp năm mới cũng như là dịp cuối năm này, đúng không ạ? Bởi vì dịp cuối năm là dịp tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhìn lại một năm của mình, xem thử là chúng ta đã làm được những điều gì, chúng ta chưa làm được những điều gì, và chúng ta cần phải làm những điều gì cho năm tiếp theo, đúng không ạ? Và xin được cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và có phải là dựa trước chương trình là chúng ta có những cái tờ ước vọng, đúng không ạ? Những tờ ghi khát khao, những nguyện vọng của mình mà Tiger Beer, Tiger Remix năm 2020 đã trao cho tất cả các bạn, để các bạn ghi ra những khát khao của mình, đúng không ạ? Những tờ đó đâu rồi ạ? Các bạn có ghi lại à? Ok. Và các bạn ơi, bây giờ thì sẽ là một phần rất là đặc biệt. Chị Mỹ Tâm sẽ chọn ra hai tờ ước vọng chị